Em ơi, bán vé đâu nhỉ? À, bán vé luôn này. Ở mọi khi quay à, có quay luôn. Gì? À, phim Avatar mà ngày chủ nhật thì là ấy, thì là bao nhiêu, mà có những cái giờ nào nhỉ? 18 đúng không ạ? Ừ. Avatar có xuất chiếu đầu tiên là lúc 9 giờ sáng ạ. Tiếp theo là 9 rưỡi và 10 giờ. Có xuất nào buổi trưa chiều không nhỉ? Trưa chiều anh muốn tầm mấy giờ ạ? Trưa chiều một tí đi, chiều không phải tối đi. Tối thì chắc là đông nữa. Tối thì đông quá, chiều thì vừa phải. Bình thường em làm chủ nhật thì em thấy là tối đỡ đông hơn đấy ạ. À, ra thế ạ. Thế em xem cái suất mà chiều tầm xá sầm chiều đó, chiều tối khoảng 4-5 giờ. 3 giờ, 4-5 giờ đi. 4 giờ hả? 4 giờ, được đấy. Xem xong rồi đi ăn là vừa. Anh xem 3D hay xem thường ạ? Cái xịn nhất là gì nhỉ? 3D đấy ạ. Ừ, nhưng 3D nó gọi là IMAX hay cái gì nhỉ? Bên em không có IMAX ạ. À, IMAX, tưởng IMAX mới là xịn nhất. Không, bên em không có phòng IMAX đâu ạ. À, là cái xịn nhất này. À, thế à. Thế còn 3D thường là bao nhiêu? 3D ạ? Là vé ạ? Ừ. Là vé 3D thường là 180.000 ạ. Nhưng mà anh lại muốn xem cái phòng mình thấy nó là to hơn thôi hay thế nào? Là mình đeo kính 3D và mình xem 3D thôi ạ. Thế nào nhỉ? Thế tả nào anh nhỉ? 3D ấy. Ừ. Nó khác gì không? 3D tức là mình dùng kính thì hình ảnh nó sẽ có thể ừ, nhưng mà là 3D, ở đây có 3D nhưng mà IMAX nó chỉ là to hơn nè. IMAX thì nó là phần rộng màn hình to hơn và có cả IMAX 3D luôn. À, được. Từ ra đang muốn tìm nghiên cứu ký. Tiếc quá là mỗi liệu dài quá. Đấy, cái IMAX đó là mỗi